Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây sẽ là máy bơm nước Teco, công suất là 5,5 kW, 7,5 HP, 7,5 ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Đây, công suất 5,5 kW, 7,5 HP. Đệm là đệm 3 pha 380V, dòng ampe định mức là 12 ampe. Tiếp theo là thông số trên tem của đầu bơm, 5,5 kW, mã hàng là G65, gạch ngang 160 IB, lưu lượng là 43.2 khối trên giờ, lực áp là 24 m, ống hút và ống xả đều là ống 65 mm, đường kính mặt bích là 185 mm, đường kính lỗ trên mặt bích là 18 mm. Đây là toàn cảnh hình ảnh máy bơm. Đây sẽ là phần ống hút nè, ống hút là 65 mm nè. Đây, đường kính mặt bích này là 185, đường kính lỗ là 18. Ngoài ra thì sẽ có thêm một mặt bích phụ, chúng ta lắp vô như này nha. Phía trên này sẽ là phần ống xả, đường kính ống xả là 65 mm, đường kính mặt bích này là 185, đường kính lỗ là 18. Đây là một bích phụ nè. Motor là motor Teco chính hãng, có phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng động cơ. Đây là tem nhãn dán chống hàng giả từ nhà máy Teco. Đây là nhãn dán tiết kiệm năng lượng hợp cực Teco. Quý khách cần tư vấn thêm có thể liên hệ với công ty chúng tôi, công ty Minh Motor, số điện thoại 090 146 0163. Sau đây là hình ảnh kho xưởng.